Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 176, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Bài tập 2, đề bài yêu cầu chúng ta tìm x. Như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các quy tắc tìm x đã học để giải được bài tập này. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 2. Câu A, cô có 0,12. Nhân x bằng 6. Như vậy, ở đây x là một thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. X sẽ bằng 6 chia cho 0,12. Cô thực hiện phép tính. 6 chia 0,12. Phần thập phân của số 0,12 có 2 chữ số. Như vậy, cô sẽ viết thêm 2 chữ số 0 vào bên phải số bị chia. Sau đó bỏ dấu phẩy ở số chia và thực hiện phép tính 600 chia cho 12. Cô lấy 60 chia cho 12 bằng 5. 5 x 12 bằng 60. 60 trừ 60 bằng 0. Viết 0. Hạ 0. 0 chia 12 bằng 0. 0 x 12 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy, chúng ta được kết quả x bằng 50. Đến với câu B. X chia 2,5 bằng 4. Ở đây, x là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Nên cô có x bằng 4 nhân 2,5. Đặt tính ra nhé. Ta có 4 nhân 2,5. 5 nhân 4 bằng 20. 2 nhân 4 bằng 8. Cô cộng các tích. 0 hạ 0. 2 cộng 8 bằng 10. Phần thập phân của số thập phân có tất cả một chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 10,0 hay chính bằng 10. Câu C. 5,6 chia x bằng 4. X ở đây là số chia. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Nên cô có x bằng 5,6 chia 4. Cô viết lại được bằng 4,0. Nếu viết như vậy, phần thập phân của cả hai số đều có một chữ số. Cô có thể bỏ dấu phẩy của cả hai số đó. Phép tính sẽ trở thành 56 chia cho 40. 56 chia cho 40 được 1. 1 x 40 bằng 40. 56 trừ 40 bằng 16. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư. Cô có 160 chia cho 40 bằng 4. 4 x 40 bằng 160. 160 trừ 160 bằng 0. Như vậy, cô được kết quả bằng 1,4. Câu D. X nhân 0,1 bằng 2/5. Ở đây, x cũng là thừa số chưa biết giống như câu A. Chính vì vậy, cô sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Hay chính là 2/5 chia cho 0,1. Cô sẽ đổi số thập phân 0,1 về phân số thập phân 1/10, nên phép tính sẽ trở thành 2/5 chia cho 1/10. Hay chính bằng 2/5 nhân với 10/1. Cô lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 2 x 10 bằng 20. 5 x 1 bằng 5. 20/5 hay x bằng 4. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 176, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com.
Cô chúc các con học tốt.